Đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới đang là hướng đi bền vững và hiệu quả nhằm tăng sức cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp và cũng là một trong những biện pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam với mô hình lấy doanh nghiệp là trung tâm. Những thanh ống kẽm nhúng nóng vừa được xuất xưởng là sản phẩm thứ 17 trong danh mục các sản phẩm mà tập đoàn Hoa Sen đưa ra thị trường kể từ khi thành lập. Đáng nói đây chính là sản phẩm mới thứ 3 chỉ sau 8 tháng mà tập đoàn này đưa ra thị trường, với điểm chung là chất lượng quốc tế như là các sản phẩm trước. Chúng tôi đã có 50 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. Do vậy, khi cung cấp các hệ thống máy móc này cho đối tác Việt Nam, hệ thống luôn có công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện nay và gần như hoàn toàn tự động. Do vậy, các sản phẩm ở đầu ra luôn đảm bảo chất lượng quốc tế và đặc biệt thân thiện với môi trường do các công nghệ hoàn toàn khép kín. Dù cho đang có sự tăng trưởng tốt thì việc liên tục đưa ra các sản phẩm mới với chất lượng và công nghệ hiện đại, tránh các tác hại với môi trường trong quá trình sản xuất, theo tập đoàn Hoa Sen, chính là lời giải cho bài toán tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thị trường ngày một khó tính. Còn đối với thị trường và các khách hàng, thì sự cạnh tranh ấy đã mang lại những lợi ích thiết thực. Về tất cả các vật liệu nói chung và mặt hàng ống kẽm nói riêng, thì so sánh từ trước đến giờ thì hiện tại bây giờ là ống kẽm cũng ra rất là đa dạng. Chúng tôi cũng lựa chọn những nhà cung cấp có uy tín, chất lượng. Theo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, VIFCEA, sau quý 1 khá ảm đạm, thị trường vật liệu xây dựng sẽ có mức tăng nhẹ trong thời gian tới. Đặc biệt, hai thị trường thép và ống nhựa sẽ tiếp tục tăng mạnh. Với việc các doanh nghiệp liên tục đổi mới các sản phẩm và công nghệ, thị trường vật liệu xây dựng hứa hẹn sẽ đạt kết quả ấn tượng khi niên khóa 2018 kết thúc.